chọn lọc ngày 19 tháng 9. Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ gặp đại diện của Google và Meta trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tuần tới. Nguồn tin của Reuters cho biết, Mỹ đang thúc giục Việt Nam không sử dụng các viễn thông của Trung Quốc. Mỹ khẳng định không liên quan đến các vụ việc phá hủy thiết bị liên lạc điện tử ở liban Tổng thống Zelensky nói kế hoạch chiến thắng đã sẵn sàng. Ông Trump nói làm tổng thống nguy hiểm hơn cả lái xe đua liên tiếp 3 cơn bão hướng vào Trung Quốc. Trung Quốc cưỡng chế phá bỏ tu viện 135 năm tuổi của người Tây Tạng để xây nhà máy thủy điện. Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 19 tháng 9 của Đại Kỳ Nguyên. Mở đầu là phần tin tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, chỉ vài tháng qua, hàng loạt vụ trộm xâm ngọc linh liên tục xảy ra tại thủ phủ ở huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, khiến người chồng và doanh nghiệp đầu tư rất hoang mang, song công an vẫn chưa bắt được thủ phạm. Báo Tuổi Trẻ vào hôm 17 tháng 9 dẫn thống kê cho biết, chỉ tính từ tháng 2 tới nay đã có ít nhất 3 vụ trộm xâm ngọc linh quy mô lớn xảy ra tại huyện Tumorong. Mỗi vụ trộm gây thiệt hại từ vài trăm triệu cho tới hàng tỷ đồng trong đó vụ trộm gần nhất xảy ra vào ngày 5 tháng 9, khi 300 gốc sâm Ngọc Linh đã trồng từ 3 đến 7 năm của hộ gia đình ông A Đốc thuộc thôn Long Hy, xã Mang Ri bị trộm mất, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo ông A Đốc, gia đình đã vay 100 triệu đồng để làm vốn trồng sâm, nhưng chưa kịp thu hoạch thì đã bị trộm sạch. Nông dân này đang vô cùng lo lắng khi nguồn thu mất hết, lại lâm cảnh nợ nần không có tiền để trả. Trước đó vào ngày 21 tháng 8, công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tumorong cũng đã bị kẻ gian cắt điện vào vườn trộm hơn 160 gốc sâm 7 năm tuổi, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Chấn động nhất là vụ trộm xảy ra vào tháng 2 năm 2024, khi hơn 800 gốc sâm Ngọc Linh từ 4 đến 10 năm tuổi của người dân trồng tại 4 xã Tây Săng, Ngọc Lây, Đắc Sao và Đắc Na của huyện Tumorong bị đánh cắp vụ trộm này gây ra thiệt hại tiền tỷ cho các hộ trồng sâm và gây ra sự lo lắng rất lớn cho những người khác trao đổi với báo tuổi trẻ bà nguyễn thị duyên giám đốc công ty cổ phần sâm ngọc linh tumorong cho hay đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp bị mất trộm trước đó đã có nhiều vụ trộm sâm xảy ra tại vườn trồng của công ty bà duyên cũng cho hay doanh nghiệp đã rất cẩn thận rào lưới thép kéo điện để bảo vệ vườn sâm nhưng kẻ gian vẫn cắt điện để đột nhập vào trộm để tránh tình trạng này lặp lại, doanh nghiệp cho biết sẽ lắp đặt chuông báo trộm trong vùng trồng. Được biết, sau khi xảy ra vụ trộm, chủ vườn sâm đã trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, việc điều tra rất khó khăn khi những vườn sâm nằm sâu trong rừng. Công an cũng khó xác định dấu vết của kẻ trộm. Trước tình hình này, chính quyền tỉnh Con Tum đã yêu cầu công an tỉnh và đơn vị chức năng có các giải pháp để ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng mất trộm sâm trên địa bàn. Tin tiếp theo, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tuần tới, theo hai người được thông báo về kế hoạch này cho hãng tin Reuters biết. Đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Tô Lâm kể từ khi nhậm chức Tổng bí thư, vị trí quyền lực nhất nước vào tháng 8. Hai nguồn tin này cũng tiết lộ, lãnh đạo Việt Nam sẽ gặp đại diện của tập đoàn Google và Meta. Một trong hai nguồn tin lưu ý, ông Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện của từng công ty. Cả hai nguồn tin này đều không chia sẻ nội dung của các cuộc gặp Hai người khác cũng có thông tin về kế hoạch, nói rằng lãnh đạo Việt Nam sẽ dự một diễn đàn kinh doanh vào ngày 23 tháng 9 với sự tham gia của đại diện từ các doanh nghiệp Mỹ. Cả bốn người đều từ chối tiết lộ danh tính do thông tin vẫn chưa được công khai. Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, USABC, một trong những đơn vị tổ chức sự kiện ngày 23 tháng 9, đã từ chối cung cấp danh sách người tham dự. Cả Google và Meta không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Với dân số 100 triệu người, Việt Nam là một trong những quốc gia có người sử dụng mạng xã hội Facebook của Meta nhiều nhất trên thế giới. Trong khi đó, Google đang sản xuất điện thoại thông qua các nhà cung cấp tại Việt Nam và đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam, theo báo cáo của Reuters vào tháng trước. Chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hiện chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, hãng Reuters nhận thông tin từ các quan chức nói rằng ông Tô Lâm sẽ khởi hành vào ngày 21 tháng 9 để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 trước nhiều lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Tô Lâm được cho là sẽ tới thăm Cuba trong trạng cuối cùng của chuyến công du. Đại học Columbia thuộc New York, Mỹ đã thông báo ông Tô Lâm sẽ có buổi tọa đàm tại trường vào ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu lãnh đạo Việt Nam sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden hay không một phát ngôn viên của tòa bạch ốc từ chối nói về ông tô lâm với reuters nhưng tiết lộ rằng ông biden dự định sẽ gặp một vài lãnh đạo quốc gia tại đại hội đồng liên hợp quốc bộ trưởng ngoại giao việt nam và văn phòng chính phủ việt nam vẫn chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của reuters vào tháng trước trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức tổng bí thư ông tô lâm đã có cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình chuyến thăm này khi đó được cho là để chấn an trung quốc trước bất kể tiến triển nào mà việt nam có thể có với mỹ một quan chức nói với Reuters rằng ông Tô Lâm cũng có kế hoạch thăm cấp nhà nước tới Pháp vào đầu tháng 10 năm 2024. Ở một diễn biến có liên quan, Hoa Kỳ đang thúc dục Việt Nam tránh xa công ty lắp đặt cáp SMN Tech và các công ty khác của Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp dưới biển mới từ nay đến năm 2030. Các nguồn tin hiểu biết về các cuộc đàm phán đã tiết lộ điều này với hãng thông tấn Reuters năm tuyến cáp biển lớn của Việt Nam kết nối với Internet toàn cầu đã liên tục gặp sự cố, khiến cho việc lắp đặt cáp mới trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo 7 người tham gia hoặc được thông báo về các cuộc đàm phán, kể từ tháng 1 năm nay, các quan chức và công ty Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để thảo luận về chiến lược cáp của Việt Nam. Đây là một cuộc vận động hành lang rất khó khăn. Một quan chức tham dự các cuộc họp cho biết. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ riêng thông tin tình báo về khả năng phá hoại các tuyến cáp ngầm của Việt Nam, năm người cho biết. Reuters đã trao đổi với 12 nguồn tin cho bài viết này, bao gồm các quan chức của Việt Nam, các nhà ngoại giao nước ngoài và cả các giám đốc điều hành trong ngành. Tất cả đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam liên quan đến việc này. Cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều đến thăm Việt Nam vào năm ngoái và các tập đoàn từ cả hai nước này đều đầu tư rất mạnh vào Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc đều nói công khai về việc họ cùng nhau thúc đẩy kết nối kỹ thuật số. Cùng lúc đó, các tuyến cáp ngầm nơi truyền tải phần lớn dữ liệu của thế giới đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Washington vốn lo sợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh, trước đây đã từng vận động thành công để loại SMN Tech của Trung Quốc khỏi một dự án khác theo cuộc điều tra của Reuters. Trong khi đó, AP Telecom, một công ty tư vấn ít được biết đến, năm người trong các nguồn tin đã cho biết, công ty này đã tham gia vào các cuộc đàm phán để thuyết phục Việt Nam. Các cuộc họp và vai trò của AP Telecom trong các cuộc gặp này chưa từng được đưa tin trước đây. Các cuộc họp nhằm mục đích thuyết phục lãnh đạo Việt Nam rằng trong ngành lắp đặt cáp, vốn chỉ dựa vào 4 công ty trên toàn cầu, thì công ty mới nổi SMN Tech của Trung Quốc sẽ là một lựa chọn tồi, theo 4 người cho biết. Các quan chức Hoa Kỳ và cả AP Telecom đã nói rằng việc lựa chọn các nhà thầu cáp ít kinh nghiệm hơn và ít tiếp cận được các thành phần quan trọng sẽ khiến các công ty của Hoa Kỳ nản lòng đầu tư vào Việt Nam. Hai người tham gia cuộc họp cho biết. Một trong những người tham dự còn nói rằng họ rõ ràng đã nhắm thẳng vào SMN HMM trong các cuộc họp. Washington coi SMN HMM Tech là công ty liên kết của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. Và cả hai đều đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì lo ngại họ chính là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Một cáo buộc mà Huawei đã phủ nhận. SMN Tech đã nói rằng họ là một công ty độc lập. Một nguồn tin trong ngành cáp hiểu rõ tình hình cho biết, AP Telecom, được thành lập vào năm 2009, có hợp đồng nhiều năm với chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy sáng kiến mạng sạch của Washington với các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả việc ngăn chặn đầu tư vào Trung Quốc. Trang web của AP Telecom không đề cập đến hợp đồng của chính phủ. Hãng thông tấn Reuters không thể biết được thời điểm hợp đồng được ký kết. Nguồn tin nói rằng, AP Telecom cũng đóng vai trò là đơn vị dàn xếp các thỏa thuận cho các công ty phương Tây đang tìm kiếm những hợp đồng về cáp đầy nhạy cảm với nước ngoài. Công ty đang hợp tác với Google và công ty viễn thông Tenstra của Australia về một hệ thống cáp biển mới kết nối các đảo Thái Bình Dương. SMN Tech của Trung Quốc mới chỉ hoạt động từ năm 2008 so với nhiều thập niên của Subcom của Mỹ, NET của Nhật Bản và Alcatel Submarine Network của Pháp. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Telegeography, SMN Tech của Trung Quốc chủ yếu lắp đặt các tuyến cáp ngắn hơn. Chuyển đến phần tin nóng đang gây xôn xao trên toàn cầu. Thưa quý vị, một công ty Đài Loan và đối tác Hungary hôm thứ Tư ngày 18 tháng 9, đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ khi được các thành viên Hezbollah ở Liban sử dụng. Các vụ nổ liên tiếp ở Liban đã giết chết ít nhất 12 người, trong đó có hai trẻ em, và làm bị thương khoảng 2.800 người khác. Nhóm chiến binh Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Báo New York Times của Mỹ trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Hoa Kỳ và các quan chức giấu tên khác đưa tin rằng Israel đã bỏ thuốc nổ vào một lô máy nhắn tin từ công ty Gold Apollo của Đài Loan. Các công tố viên Đài Bắc đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, Gold Apollo đã phủ nhận việc sản xuất các thiết bị này và thay vào đó, họ đổ lỗi cho đối tác Bắc Consulting KFT có trụ sở tại Budapest, Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu Gold Apollo, Shu Ching Khoang, đã cho biết máy nhắn tin 100% không được sản xuất tại Đài Loan. Chúng không phải là sản phẩm của chúng tôi từ đầu đến cuối, làm sao chúng tôi có thể sản xuất ra những sản phẩm không phải của mình? Ông Xu nói với các phóng viên ở Đài Bắc. Trong một tuyên bố riêng, công ty này cho biết họ đã thiết lập mối quan hệ đối tác lâu dài với công ty của Hungary để sử dụng nhãn hiệu của mình và mẫu mà nhắn tin được đề cập trong các bản tin truyền thông do Bắc sản xuất và bán. Nhưng CEO của Bắc Consulting, Christiana Bacioni Archidiakono, đã trả lời kênh NBC News của Mỹ rằng công ty của bà hợp tác với Gold Apollo nhưng không sản xuất máy nhắn tin. Tôi không làm máy nhắn tin, tôi chỉ là người trung gian. Hãng tin NBC News trích lời bà Bashani Aitidia Kono nói qua điện thoại. Theo các tài liệu pháp lý mà hãng tin AFP tham khảo được, bà Bashani Aitidia Kono dường như là thành viên duy nhất của công ty được thành lập vào năm 2022, trong đó cũng báo cáo doanh thu hàng năm là 210 triệu forint tương đương khoảng 590.000 đô la Mỹ và lợi nhuận khoảng 18 triệu forint. Tờ New York Times đưa tin khoảng 3.000 máy nhắn tin đã được đặt hàng từ Gold Apollo, chủ yếu là mẫu AA924. Gold Apollo cho biết công ty chúng tôi chỉ cung cấp giấy phép nhãn hiệu và không tham gia vào quá trình thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi đã giao vụ án cho công tố viên trưởng của đội an ninh quốc gia để tích cực điều tra. Văn phòng của chúng tôi sẽ làm rõ sự thật của vụ án sớm nhất có thể. Văn phòng công tố quận Silin của Đài Bắc cho biết trong một tuyên bố. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah trước đó đã nói với hãng tin AFP rằng các máy nhắn tin phát nổ liên quan đến lô hàng 1.000 thiết bị mà Hezbollah mới nhập khẩu, dường như đã bị phá hoại ngay từ đầu. Hiện vẫn chưa có phản ứng gì từ phía Israel về vụ kích nổ đồng loạt thiết bị điện tử đáng sợ và tưởng như chỉ có trong phim ảnh. Ở một diễn biến khác, Mỹ khẳng định không liên quan đến các vụ việc phá hủy thiết bị liên lạc điện tử ở Liban. Điều này được tuyên bố bởi ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, trong cuộc họp giao ban tại Tòa Bạch Ốc. Ông Kirby nói, chúng tôi không hề liên quan đến sự cố ngày hôm qua hoặc ngày hôm nay. Ông Kirby cho biết thêm, Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và sẽ tiếp tục làm mọi cách để ngăn chặn xung đột leo thang. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cho hay, Chúng tôi vẫn tin tưởng vào con đường ngoại giao để giải quyết xung đột, đặc biệt là trong tình hình xung quanh Liban. Chúng tôi chưa tiến gần đến việc kết thúc các cuộc đàm phán, nhưng chúng tôi hy vọng rằng kết quả tốt nhất sẽ là việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Chúng tôi sẽ làm việc theo hướng đó. Kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023 để đáp trả cuộc đột kích của lực lượng Hamas, nhóm Hezbollah thường xuyên pháo kích vào miền bắc của Israel từ miền nam Liban nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở giải Gaza. Israel và Hezbollah đã giao tranh kể từ đó đến nay. Trong hai ngày qua, các thiết bị liên lạc bắt đầu phát nổ hàng loạt ở Liban. Vào ngày 17 tháng 9, hàng trăm máy nhắn tin từ những người được cho là có liên quan đến Hezbollah đã phát nổ trên khắp Liban. Tiếp theo, hôm 18 tháng 9, máy bộ đàm, điện thoại di động, máy tính sách tay cũng như các thiết bị và thiết bị điện tử khác đã phát nổ hàng loạt ở Liban. Theo các phương tiện truyền thông, chất nổ được cài đặt bởi các đặc vụ của Tổng cục tình báo và đặc nhiệm Israel. Israel đã chính thức tuyên bố giai đoạn mới của cuộc chiến với nhóm Hezbollah và đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự ở miền nam Liban. Chuyển đến phần tin liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Ngày 18 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cho biết kế hoạch chiến thắng của ông nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine, trong khi vẫn giữ cho đất nước mạnh mẽ và tránh mọi xung đột đóng băng, hiện đã hoàn thành sau nhiều cuộc tham vấn. Ông Zelensky đã đưa ra rất ít thông tin, chỉ cho biết rằng kế hoạch này nhằm mục đích tạo ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết trong bài phát biểu qua video, hôm nay có thể nói rằng kế hoạch chiến thắng của chúng ta đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả các điểm, tất cả các lĩnh vực trọng tâm chính và tất cả các bổ sung chi tiết cần thiết của kế hoạch đã được xác định. Điều quan trọng nhất là quyết tâm thực hiện nó. Ông Zelensky nói thêm, không có giải pháp thay thế nào cho hòa bình, không có sự đóng băng chiến tranh hay bất kỳ sự thao túng nào khác, chỉ đơn giản là hoãn sự xâm lược của Nga sang một giai đoạn khác. Ngày 17 tháng 9, nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv đã cho biết, một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao đã tạo ra nội dung tốt và mạnh mẽ về mặt quân sự chính xác là loại có thể củng cố đáng kể Ukraine. Chuyển sang tình hình nước Mỹ Một đoạn video có cảnh một phụ nữ da đen trẻ tuổi tuyên bố rằng chính Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã gây ra tai nạn và khiến cô bị liệt. Vụ tai nạn diễn ra cách đây 13 năm tại San Francisco và bà Kamala Harris được cho là đã để mặc nạn nhân và bỏ chạy khi đó. Trong lời kể trên xe lăn, nạn nhân cho biết cô không thể im lặng thêm nữa và nói rằng tuổi thơ của cô kết thúc quá sớm chưa có cơ sở để xác minh tính chính xác của video này tuy nhiên có nhiều nguồn tin cho rằng rất có thể đây chính là nội dung được nga dựng lên để can thiệp bầu cử mỹ các báo cáo tình báo về mối đe dọa mới từ microsoft đã cho biết sự thận trọng này là có cơ sở báo cáo này cho rằng câu chuyện bà harris đâm xe rồi bỏ trốn là thông tin sai lệch từ một nhóm chuyên phá hoại có mối liên hệ với nga báo cáo của microsoft được công bố vào ngày hôm qua và trình bày về các cách kênh thông tin tại Mỹ liên kết với Điện Kremlin. Thông tin từ Microsoft cho rằng các kênh này đang thích nghi với việc Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và đang tăng tốc hết mức trong các nỗ lực gây ảnh hưởng chống lại bà Harris và Đảng Dân Chủ Mỹ. Clint Watts, Tổng Giám đốc Trung tâm Phân tích Mối Đe Dọa của Microsoft, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn, khi cuộc bầu cử đến gần, mọi người trở nên ít cẩn thận hơn Họ có xu hướng tiếp nhận thông tin từ các nguồn mà họ không thực sự biết. Microsoft đã cho rằng đoạn video đổ lỗi cho bà Harris về vụ tai nạn bỏ chạy là giả mạo và xuất phát từ một mạng lưới có liên kết với Nga mà họ gọi là Storm 1516. Báo cáo của Microsoft cũng chỉ ra một tác nhân có ảnh hưởng khác từ Nga mà họ gọi là Storm 1679, gần đây đã chuyển hướng từ việc đăng bài về cuộc bầu cử ở Pháp và thế vận hội Paris 2024 sang đăng bài về bà Harris liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine, bà Harris đã thề rằng nếu như được bầu làm Tổng thống Mỹ, bà sẽ tiếp tục ủng hộ đồng minh của Mỹ là Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Đối thủ của bà Harris là ông Donald Trump thì đã từ chối trả lời khi được hỏi rằng liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga hay không. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa đã nói rằng ông chỉ muốn chiến tranh chấm dứt. Đáng chú ý vào đầu tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin trong một sự kiện đã nói rằng bản thân ông sẽ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ cho rằng dường như đây là một lời nói đùa và ông Putin có vẻ thích ông Trump đắc cử hơn. Tiếp theo, phát biểu trên sân khấu lần đầu tiên sau khi suýt bị ám sát, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố làm Tổng thống nguy hiểm hơn cả lái xe đua hay cưỡi bò tót. Theo trang tin Sky News, 48 giờ sau khi suýt bị bắn tại sân golf Palm Beach vào hôm 15 tháng 9, Ông Trump đã tham gia một sự kiện ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan và trả lời câu hỏi của những người ủng hộ. ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đã nói: "Đó là một nghề nguy hiểm, làm tổng thống có một chút nguy hiểm. Nhiều người nghĩ lái xe đua là nguy hiểm, không, họ nghĩ cưỡi bò tót, điều đó khá đáng sợ, phải không? Nhưng làm tổng thống là một nghề nguy hiểm và chúng tôi phải giữ an toàn." Cựu tổng thống đã kể chi tiết về vụ ám sát bất thành nhằm vào ông và phản ứng của cơ quan mật vụ. Ông cũng cho biết một người phụ nữ đã nhìn thấy nghi phạm Ryan Roth, 58 tuổi, bỏ trốn khỏi hiện trường và gửi ảnh chiếc xe của hắn cho cảnh sát địa phương, dẫn đến việc đối tượng này bị bắt giữ ngay sau đó. Ông Trump đã không bị thương trong vụ việc và cơ quan điều tra liên bang FBI xác nhận nghi phạm Ryan Roth, 58 tuổi, không nổ súng. FBI cho biết cuộc điều tra đang trong giai đoạn đầu Vụ ám sát hụt mới nhất này xảy ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump bị bắn trong một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ông Trump cho hay, cả Tổng thống Joe Biden và đối thủ của ông, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đều gọi điện hỏi thăm sau sự việc nêu trên. Chuyển đến một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Na Uy và Phần Lan thông báo phát hiện mức phóng xạ cesium Cs137 tăng cao hơn thông thường, nhưng cũng cho rằng nhiều khả năng do cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Theo hãng thông tấn Reuters, vào ngày 17 tháng 9, Cơ quan An toàn Hạt nhân và Phóng xạ Na Uy thông báo họ đã đo được mức độ rất thấp của chất phóng xạ cesium tại Svanhoek và Vistiofel gần biên giới bắc cực với Nga. Tuy nhiên, cơ quan này cho hay mức độ này không gây nguy hiểm cho người và môi trường. Trong thông báo cập nhật vào ngày 18 tháng 9, cơ quan này đã lưu ý cơ quan an toàn hạt nhân và phóng xạ Na Uy luôn tìm thấy cesium tại tất cả các trạm lọc không khí ở Na Uy và thường xuất phát từ bụi từ lượng phóng xạ cũ trong thảm họa Chernobyl. Lần này rất có thể do cháy rừng xung quanh Chernobyl. Trong khi đó, cơ quan chức năng Phần Lan cũng ghi nhận mức độ phóng xạ cesium tăng tại 8 trạm quan trắc. Với kết quả cao nhất đo được đến nay là 11 micro trên mét khối trong khi thông thường mức đo được tại các trạm này là dưới 1 micro Bekeren trên mét khối. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nói rằng đây là mức rất nhỏ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine thông báo có 399 lính cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy tại vùng Kyiv. Sau đó, báo điện tử Ukrainska Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin cho biết đám cháy xảy ra trong vùng cấm gần nhà máy Chernobyl. Cùng ngày 18 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố Nga không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào về mức độ phóng xạ cao hơn trong khí quyển hay mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Chuyển đến một vấn đề khác. Tình trạng hạn hán tồi tệ nhất lịch sử khiến mực nước của các con sông lớn ở lưu vực sông Amazon xuống mức thấp kỷ lục. Mực nước sông Solimos, một trong những nhánh chính của sông Amazon hùng vĩ, bắt nguồn từ dãy núi Andes của Peru, đã hạ xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận tại Tabatinga, thị trấn của Brazil nằm gần biên giới với Colombia. Mực nước sông Solimos thấp hơn 4,25 mét so với mức trung bình nửa đầu tháng 9. Hồ Tefe, nơi có hơn 200 con cá heo nước ngọt chết trong đợt hạn hán năm ngoái, cũng đã khô cạn, khiến nơi sinh sống của loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, bị đe dọa. Hiện tại, mực nước của hồ này thấp hơn 2,92 mét so với mức trung bình trong cùng kỳ năm ngoái, và dự kiến sẽ vẫn tiếp tục giảm. Tại Manaus của Brazil, nơi sông Solimões hợp lưu với sông Rio Negro để tạo thành sông Amazon, mực nước sông Rio Negro đang xuống gần đến mức thấp kỷ lục ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái. Một tin tức khác liên quan đến thiên tai. Thưa quý vị, sau khi hứng chịu cơn bão Yagi vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, cơn bão Bebinka đã di chuyển vào thành phố Chu khẩu của tỉnh Hà Nam Trung Quốc các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo ở thành phố Khai Phong và Tân Hương đã phải tạm thời đóng cửa. Theo đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, tỉnh này sẽ xuất hiện mưa và nhiều mây đến hết đêm 18 tháng 9. Hầu hết các khu vực đều có mưa rào và mưa rông, kèm theo kiểu thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn, gió mạnh và rông bão trong thời gian ngắn. Mức gió trên toàn tỉnh cấp 4 đến cấp 5, gió giật cấp 6, cấp 7, gió giật cục bộ ở miền Trung, Đông và Bắc của Trung Quốc cấp 8 đến cấp 9. Vào sáng ngày 18 tháng 9, các thành phố Khai Phong và Tân Hương đã thông báo rằng các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo sẽ đóng cửa trong một ngày. Đến 8 giờ ngày 18 tháng 9, cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh và nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa lên cấp độ 3. Ngoài Bê Binh Tha, bão số 14 Pla Sang cũng đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang từ chiều đến tối ngày 19 tháng 9 dưới dạng một cơn bão nhiệt đới mạnh. Biển Hoa Đông và Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên. Đồng thời, một cơn bão khác, cơn bão số 15 trong năm nay tại Trung Quốc cũng đang hình thành. Theo Đài Quan sát Khí tượng, hiện đang có một vùng nhiễu động nhiệt đới gần Philippines. Nó đã di chuyển vào khu vực phía Đông Biển Đông từ chiều ngày 17 và sẽ phát triển thành bão số 15 trong vòng 24 giờ. Cơn bão này dự báo có thể yếu hơn Yagi và có thể đổ bộ vào đảo Hải Nam, dự kiến có thể hình thành lốc xoáy ở khu vực này và cả tỉnh Quảng Tây. Cũng tại Trung Quốc, Mới đây, một tu viện linh thiêng 135 năm tuổi ở cao nguyên Thanh Tạng đã bị nước lũ nhấn chìm. Một video được Đài Á Châu Tự Do đăng tải vào hôm 13 tháng 9 cho thấy tu viện này đã biến mất. Sau khi ra lệnh di dời một số tu viện Tây Tạng ở huyện Đê Gê, Tứ Xuyên, đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc đã buộc tu viện Châu ở huyện Hưng Hải, Thanh Hải phải di rời với lý do xây dựng một nhà máy thủy điện. Cho đến nay, ngôi chùa Tây Tạng 135 năm tuổi này đã bị phá bỏ và chìm trong nước lũ. Đây là một bằng chứng khác cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Tu viện Ashok được thành lập vào năm 1889. Đây là một tu viện Tây Tạng nổi tiếng với các tăng ni nhập thất tu hành quanh năm. Theo báo cáo của Đài Phát thanh tiếng nói Tây Tạng, ban đầu tu viện Ashok là di tích văn hóa cấp quận, được xếp hạng di sản cần được bảo vệ, nhưng chính quyền quận Hưng Hải đã cho biết vào năm 2023 rằng nơi này không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ di tích văn hóa. Ngày 26 tháng 9 cùng năm, chính quyền Trung Quốc thông báo dự án phá rỡ và xây dựng tu viện Ashok ở huyện Hưng Hải thuộc dự án trạm thủy điện Dương Khúc, sông Hoàng Hà đã chính thức được khởi động. Ngoài tu viện Ashok, Bắc Kinh cũng cưỡng chế di rời một số ngôi làng gần tu viện, ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Trạm thủy điện Dương Khúc là dự án mở rộng của đập Dương Khúc theo Đài Á Châu Tự Do. Đập này được hoàn thành vào năm 2010 và đi vào hoạt động từ năm 2016. Sản lượng điện tối đa hiện tại là 1.200 MW điện. Chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu dự án phá hủy tu viện Ashok vào tháng 4 năm nay. Các chuyên gia xem ảnh vệ tinh cho biết, sau khi đóng cửa đập vào khoảng ngày 10 tháng 8, các hồ chứa ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã đầy và mực nước dâng cao. Ông Nithi Nadam, giám đốc chương trình không gian địa lý, kiêm giáo sư tại Viện Nghiên cứu Takshashila của Ấn Độ, đã tiết lộ hình ảnh vệ tinh cho thấy tu viện Ashok trải rộng trên khu đất 18 hectare. Một ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Đất nông nghiệp gần một ngôi làng khác cũng bị nhấn chìm một phần. Ông Diti Yarnadam cho biết, mực nước hiện tại cao hơn mực nước trước đó khoảng 100 mét khiến ngôi làng bị nhấn chìm. Rất khó dự đoán liệu mực nước hiện nay đã đạt đến ngưỡng hay vẫn còn tiếp tục dâng cao. Nhà phân tích hình ảnh vệ tinh Jacob Bogor cũng cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy mực nước ngày 16 tháng 8 đã đạt đến độ cao của tu viện Ashok, đến ngày 31 tháng 8, toàn bộ khu vực tu viện đã bị ngập hoàn toàn. Người Tây Tạng tin rằng tu viện Ashok rất linh thiêng. Sau 135 năm cầu nguyện và tu hành qua nhiều thế hệ, nơi này càng trở nên thiêng liêng hơn. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố họ sẽ tài trợ chi phí phá rỡ và xây dựng lại các phần của ngôi chùa. Nhưng nhiều bức bích họa và các ngôi chùa xung quanh không thể di chuyển và đã bị phá hủy hoàn toàn. Người Tây Tạng lên án việc xây dựng trạm thủy điện Dương Khúc Họ coi đây là một minh chứng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thường văn hóa, tôn giáo và môi trường của họ. Những người Tây Tạng tại địa phương giấu tên vì lo sợ bị trả thù khi nói với đài Á Châu Tự Do. Rằng họ lo ngại con đập có thể gây thêm lũ lụt, phá hủy nhà cửa cũng như đất nông nghiệp của họ ở làng Dương Khúc lân cận. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch đàn áp tất cả các tôn giáo tín ngưỡng. Rất nhiều chùa chiền, đạo quán và tượng thần linh cũng như thánh giá đã bị phá hủy trên khắp Trung Quốc. Các tôn giáo vốn được coi là hợp pháp tại nước này như Phật giáo, Đạo giáo cũng bắt đầu bị chèn ép nghiêm trọng. Các nhóm tín ngưỡng bị đàn áp từ trước như Phật giáo Tây Tạng, môn tu Phật giữa đời thường Pháp Đơn Công, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nhóm Kitô giáo Đông Phương Thiểm Điện cũng gặp phải đàn áp ngày càng nghiêm trọng hơn. Năm 2019, tạp chí nhân quyền Peter Winter đã đưa tin rằng trong lịch sử đàn áp tất cả tôn giáo tín ngưỡng trên diện rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều tượng Phật bị phá hủy, ngay cả tại những nơi được cho là thánh địa Phật giáo. Thưa quý vị, bản tin chọn lọc của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.